Tâm xin kính chào quý khách, quý khách hàng thân mến. Đây là chiếc Toyota Innova 2016 lớp màn hình ZTEC Z500. Đây là màn hình với những tính năng nổi bật như sau: có thể điều khiển bằng giọng nói, cảnh báo tốc độ, cảnh báo lấn làn. Bên cạnh đó cũng có thể sử dụng SIM 4G cũng như là các ứng dụng chỉ đường trên chiếc màn hình này. Đây là màn hình đang được rất nhiều bác tài ưa chuộng. ZTEC Z500 là màn hình DVD cho ô tô với chất lượng vượt trội, đáp ứng được tất cả nhu cầu giải trí và hỗ trợ lái xe an toàn hơn. Bên cạnh đó là chế độ hậu mãi hướng đến tiện ích của khách hàng, cùng chính sách bảo hành lên đến 2 năm, quý khách có thể yên tâm tuyệt đối. Màn hình ZTEC Z500 định vị chính xác vị trí của xe yêu trên điện thoại thông qua ứng dụng ZTEC Find My Car. Hỗ trợ nhiều bản đồ cho bạn lựa chọn. Người lái có thể xem lại lịch trình di chuyển của xe trong vòng 365 ngày. Điều khiển màn hình DVD bằng giọng nói tích hợp với nút bấm ngay trên vô lăng. Màn hình ô tô ZTEC Z500 giúp người dùng trải nghiệm đa dạng các tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim, lướt web. Tích hợp camera hành trình R1 cho phép xem hình ảnh Full HD, hỗ trợ SIM 4G. Quý khách hàng thân mến, nếu như quý khách đang quan tâm đến chiếc màn hình Android ZTEC Z500 này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0365 365 365. Chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào!